Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube máy anh em Sơn Dược Vlog nha. Anh em ơi, ngày hôm nay anh em sẽ có một clip cực kỳ đặc biệt. Anh Hải chuẩn bị sức khỏe đây nha. Có người tới chuẩn bị giao chiến nha anh á. Ngày hôm nay có một người bạn, người em cũng ở số mình, thấy anh Hải ăn thịt mỡ cũng muốn thi đấu. Hai đứa nhỏ nó lắc về hay với ta. Vô. Vô. Em muốn về bụng nhỏ không? Bình thường mà. Vô lắc luôn 10 cái anh thưởng này trong ngàn. Cái dèo này nó nhỏ quá, dèo bự tôi lát được không được. Không, Vũ lát cho cái dèo của Nam á. Không. Dèo á. Vũ lát cái Nam kia lỡ. Vũ lát cái chạy ra tù xuống luôn. Không, cái dèo bự rồi, dèo bự nó rộng. Đạt, bây giờ cho chú Vũ mượn chú Vũ lát cái. Nó nhỏ rộng nó vậy đó. Tất cả bốn này mình ai lát được 10 cái tôi thưởng 500 ngàn. Không. 3 cái. 10 cái. 1, 2. Vũ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Không phải dễ đâu. Anh em bắt đầu xem ha. Xong cái gì? 1, 2, 3. Lắc từ bệnh không giữ được. Khó lắm gì đâu phải dễ đâu. Con lắc dầm được mấy năm rồi? Dạ, dầm được 4 năm rồi. Tôi Ly con nhắc dầm mấy ngày rồi? 4 ngày vậy là giỏi. Đâu đây đúng không? Chưa tôi còn tôi lát rồi coi. Ghi con 1, 2. Ghi không? 10 cái không? Đúng không? Dám nói 10 cái không? Không lát cái gì đâu, tôi lát luôn nè. Đi, gì lát? Vũ em tập cái này ngon á, đây nè. Tôi nói rồi mà. Hiểu quá. Tôi nói muốn lát ở đâu, tôi lát rồi sao? Lát xuống bắp dế kìa, xuống bắp dế kìa. Xuống này, quay xuống đuôi kìa. Xuống bắp dế. Anh này, xuống bắp dế kìa. Xuống này, quả. Đâu, lên đi. Lên nè, từ. Đây, anh em ơi, mình mới tiễn được 1 ký thịt mỡ đây nha. Có một người muốn thách đấu. Người đấy nghe nói là tướng đồ con anh Hải. Đồ con tập dân tập thên nhắn ghim mà. Nhắn tập ghim. Sao bạc này cái này? Bạc cái sợ ra. Tới nó thách đấu với anh. Nó kêu cứ mua cho nó 1 ký thịt mỡ đi. Nó có cách nó thắng là thịt mỡ. Cũng đang tò mò không biết nó chạy gì. Mà nghe nó nói với em là nó dân tập ghim. Còn em chưa biết nó ghim gì. Là trước khi nó có uống rượu bia gì chưa? Lát vào đây. Không biết nữa. Lát này thấy quá. Wow, được. Wow, cầm cái mít thịt mỡ lắc được không? Cầm cái thịt mỡ lắc được không? Cầm thịt mỡ có động lực hay sao? Trời ơi, anh khoái nào, bữa nay được ăn thịt mỡ anh mừng rồi. Sáng giờ, hàng 8 giờ anh chưa thấy nó tới rồi. Không phải nó sao mà cứ bà này bắt máy bà kêu theo bao quý khách gì gọi hiện không đi làm được. Dạ hôm đó nó là nó trong cơn say hay là cơn tỉnh nha. Sơ. Không, có nhiều người muốn tới thách đấu anh em mình lắm nhưng mà... Trong cơn mê không ấy? Thằng mang nhập hả? Thôi anh em cứ chờ đi, chờ đến nửa tiếng nữa. Nếu tới thì mình chiến, còn không tới thì lấy thịt mỡ đây. Trời lạnh lạnh mình kho mình ăn cơm. Giờ nấu nè. Ông Nghĩa ơi, cái ông lực sĩ đó liên lạc được với ông không? Liên lạc rồi mà sao tới trễ vậy? Vô ông, bây giờ ông đang bị mổ ruột thừa á. Ông tới trễ một chút. Vậy mà hiểu làm ông tạo như ta. Chứ không phải rượu nói không? Ok. Rồi giờ nấu cho ngon nha Vũ. Rồi. Anh em cũng phải tò mò. Mà nghe nói hôm nay lực sĩ đấy nặng 80 kg lận á. Hình như là xin em lớn tuổi hơn, ngang tuổi Toàn Đen sao á. Nói vậy, nói vậy anh Hải mới sợ. Cô bà làm cái gì? Ê đừng nói 80 kg anh Hải sợ lúc đầu vậy. Anh Hải anh dụng gì mà. Nói vậy anh Hải mới sợ. Dạ vâng, thì rồi cũng bà làm cái. Hello anh em nè. Wow, lực sĩ tới rồi. Đây. Nope. Sao thấy bác Hồ bên này? Bạn hàng của em ngày xưa á. Cơ bếp cuồng cuồng mắt tay các em. Bạn hàng em ngày xưa tuổi em á, hẹp từ nhỏ giờ luôn. Bóp như vậy anh hàng dạ, với bà á. Ăn cơm được mà sao ốm như vậy? Làm như bệnh tật vậy ăn cơm được. Cơm được không? Còn giới thiệu bạn ở đâu hay không? Đây bạn mình gần nhà mình mà hẹp từ lớp mẫu giáo tới cấp ba như mình luôn mấy mày. Sao mày nói là nấu gió dữ dữ? Thì... Nó nhớ đang sợ mẹ. Nó đẹp trời, mấy đứa gái hút hết thì sao?
Dạ mà để em giới thiệu anh thứ nào chưa thấy mặt tới đâu tướng chức của anh bữa thân hình. Em hù anh với nghĩ là thấy vậy mà đơn giản như này. Em mà bảo áo ra cho cơ bếp thử em dùng thứ nó. Anh nghĩ là nó mà cầm phóng sườn anh. Mà anh ơi, em đã ớt mà thấy bạn em nó ớt luôn em luôn à. Giờ mấy đứa gái thì vô đây hay là vô đúng không trời. Thôi đừng nghĩ. Đạt, bây giờ nè. Đây là Đạt bạn An Toàn. Nó là bình thường nó ăn thịt mỡ là cũng tương đấu ý với thôi, vừa vừa thôi chứ không nhiều lắm. Nó ai vậy nhà tiên tri không vậy đó, nó chạy mà quánh tù tì nó đấu được cái suy nghĩ của người ta ghê lắm á. Thì vậy này nó kia là nó có chiêu mấy người này. Chứ đâu tự nhiên tướng này dám chạy với anh. Nó là em ruột của nhà tiên tri Vanga á. Đúng không? Dạ. Anh em ơi, cái đài phát thanh nó đang thông báo dịch Covid à. Nó hơi ồn xíu anh em thông cảm nha. Covid bữa nay ở quê mình thông báo liên tục, phải cẩn thận. Này, vô. Mời anh, mời anh em vô đây. Bố đấy cho khách mời anh em mình này, cái phải bài bản nha khách mời ăn. Em cứ mình, cứ tự nhiên em không sao đâu. Đây. Đó. Hai cái chén với hai đôi đũa cho hai anh Hải đừng có chủ quan, em thấy vậy không chủ quan đâu. Tao kêu nhỏ mà đang mở nhiều ra. Hôm nay nó có cái chiêu thế này nè. Hơn anh thì nó sẽ là khách mời gì đâu. Đúng rồi. Anh Hải. Em bình tĩnh đi, đừng có ngại, đừng sợ. Giờ thấy thầy hù người bạc mẹ cái này. Mình chưa thấy hù con người ta. Đó đâu hù gì đâu, thì nếu mà nó đạt cái quy chuyên lòng khách mỡ rồi nó lên ký á. Nó đạt cái cấp mỡ. Bình tĩnh chưa, bình tĩnh đừng có sợ nha, đừng ngại. Dùng máy quay mà cứ sợ, ăn được cứ ăn ăn. Mày cứ thoải mái đi, mày ngầu với tao mà mày sợ gì. Sợ quá. Mày hù chút xíu mày sợ ấy. Sợ quá tiên tri không được nha, cố lên nha. Hôm nay sao hôm nay được chưa? Chơi được chưa? Anh Toàn bà lắc mà lo gì? Con Toàn có nhìn nhiều cái chân rung rồi hả? Có, anh lúc nào cũng Anh tài diễn anh này tới đó rồi ăn. Thiếu rượu. Rồi bây giờ trò chơi cho tôi lực của bạn Toàn ăn. Chứ mình là chủ nhà mình phải đi tìm khách. Kéo cái búa với cái bà nha, bà gái ở nhà này. Rồi. Rồi giếng cái dùi. Xù sĩ xù sĩ ai thua thì ăn ăn. Thiên bả giọng đậu có hai người thiên bả cha. Chú bảy. Tôi ngồi tôi chia vô cho để lỡ bè thì mình quá. Đó, đó em nó nhà tiên tri du lịch vậy đó. Nó có dạ chứ em phải qua được cái tầm máy của anh mới nói là mẹ là thấy mà quá. Xe rồi không trộn. Một cái là không có mà nữa. Tao đừng hù con người ta nữa. Nó có giá hoàng thứ 6 anh. 1 2 3. 1 2 3. Biết rồi chứ. Không. Này này em thấy cho bọn em thấy cái mâm nó luôn cho cháy luôn. Còn bự vậy thấy thì mỡ mà để tôi ăn không để tôi ồ sao vậy cha mình thua á mỡ em á chủ nhà của chừng thua mắc nét cái nghe này cố lên nè cục đầu tiên con này bỏ da luôn ồ quốc phật một chứ mấy anh bỏ da đi mình ăn bỏ da đi làm phật một mời em đạt con hả ăn mà mềm mà chú nuốt luôn đéo bây giờ giờ nhắc mềm giờ nhắc mềm ăn mỡ bỏ da sao mặn dở mặn á rồi thấm dư đi rồi mày thấy nhâm thấy vừa 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 anh hai sao anh làm mất quỳ với ông bữa nay có khách mà anh trai sao mà em mà vừa ăn là mẹo không có chuyện không hết anh công vừa bực dữ không để tôi anh công mà vừa á ngon ghê lắm nè lâu lâu có khách mời mấy anh lũng cũng như bộ mặn cũng vô ngọt vô ngon thấy vậy trời vậy trời đầu bếp chuyên nghiệp của tôi đó. Ừ cái này trời nó bổ làm gì trời dạ bỏ da không anh mà mốt anh cố còn rẻ anh cố tính được không đạt đạt người kêu ngon đạt mà nói em sao em khả năng em sao hay ta em xù sĩ là hồi xưa là nó cái xù sĩ tháng ngoài đó nhờ em ruột của Vanga nghĩ ra đấy người không cho đạt nói anh câu từng nãy nó chưa nói câu nào để nói hai câu nào mà em tâm sự với hà với tiếp tục đi mang lãng mà mang lãng sao sao nó rung sao nhịp chứ, đúng đầu rung, đúng rung, nhịp chân mà nói người ta rung. Từ từ nói chuyện cho nó bình tĩnh này xíu. Toàn. Bây giờ mày giới thiệu bản thân mày sinh ra đâu, mày bao nhiêu tuổi, công việc nghề nghiệp của mày là gì đi. Không. Giới thiệu đi. Bao nhiêu ký là chính đi. Không, nó bữa nay. Bao làm ký. Đó. Không. Bây giờ nói toàn dạy bạn đi không? Để nói một câu, anh cũng làm nghề gì anh? Im lặng buồn không? Lớp đầu như lớp cuối. Đầu tiên á là trước lạ xe quen. Nhưng mà anh thấy em là bây giờ em vô hình gói thuốc là thấy kiểu này. Không, nó đang đại diện đấu nó với âm hình cũ gói thuốc mà đang đấu thầu mà đấu thầu á. Đang nhận vô đang ghi dành show quảng cáo đó mà đang đấu thầu. Thấy chưa? Này mai cái hình kia nó bỏ rồi em lên liền. được. Trái mà. Được rồi. Suy nghĩ lúc đầu chưa ta Đạt? Cái gì chưa? Em dòm trong mát anh biết rồi. Ồ. Em nha. 1. Dòm mát. 2. 3. Trời ơi.
vậy cũng vậy. Dài cái dài dài đập quẹo chứ. Đưa cái đưa dài. Đưa dài chứ tự nhiên đưa dài nó đập quẹo đúng rồi chứ nữa. Này làm mà miếng nữa thôi. Càng càng gì không? Vậy đâu chứ như thế nào nữa. Ủa sao nay nó có biệt tài thi không? Làm luôn chứ. Đừng nói để phá thanh thịt mỡ ngang thua nghe. Tôi đặt. Rồi ấy đeo về chuyện sao cái cần cổ nó cứ khùng khùng cái này. Cái người vô chấm cái ấy cho tôi cho gì vậy. Nặng quá rồi. Ông ấy ngồi thẳng cái này là chấm tay vô đi. Chấm tay lên nè. Chấm tay vô. Mà đeo nó bị bệnh đeo lưng. Đeo cái gì vậy? Tôi bị đeo lưng á. Chấm giữ giờ ngồi thẳng cái này. Đeo giờ dày quá lớn nổi vậy. Nói chung cũng do công việc cái ngầu riết. Chứ phải vô về chuyện đi. Đi về chuyện nó quá. Một phần với lại ngầu đục á. Ngầu gõ ngầu cả ngày á. Em làm thợ mộc á. Làm điều khác à? Điều khác. Tính toàn nó thề cho chú ba chứ thật chắc bữa nay thấy thằng Đạt nó thề hợp lý hơn á. Ủa anh ai ăn hết rồi hả? Mình tính rồi nhưng mình cũng hai cục à? Ờ được chứ. Nhanh chút nào chưa thấy chút kịp quay luôn. Sao anh không mua cái này? Sao nhanh vậy? Rồi vô luôn mình tay tóc hành luôn thì ba bắt đầu quất luôn. Vô. Mình tới đây, mình tới đây ăn. Vô luôn. Dành dành không? Quất luôn. Vô chuẩn bị. Một. Anh ơi. Anh hai anh nhắm mắt lại đi. Chứ anh nhắm mắt thằng ba mà. Anh nhắm mắt lại đi chứ đi anh mình mở mắt rồi nó nhìn nó biết anh thua. Quay mặt qua cho nó coi thứ gờ. Coi thứ ra sao chứ. Biết chưa em? Một. Cô xuống xíu nữa. Hai. Ba. Mà đúng không? Mình sao anh hả? Tiêm anh. Chà dạ lại bữa nay một ngày thịt mỡ nữa rồi. Quả giang đạt tới đây thi đấu xù xì không vậy? Ủa chứ sao đại? Tại là thì xù xì vậy mà. Mà tao cho đèn bởi dưới đấy mà. À biết nó xù xì đen anh mà. Nói anh mua anh em. Là bình thường thôi. Dạ, nhưng mà tí nữa là em có thua thì em ném giặt thôi. Tiêu tiêu. Nó kêu mình nó ăn được 1 ký mà. Rồi làm bé cái con trai quay anh ăn hết rồi em ngậm thèm. Không bây giờ cái lần này anh ăn hết miếng đây xù xì là ăn 2 miếng là luôn nha được không? Double được không? 2 miếng được không? Tao lượt em. Một miếng từ. Bình tĩnh lên đây. Tướng em dài mà. Nhưng mà em cũng nên luyện ăn thịt mỡ đi. Nếu em ăn được thì mỡ nhiều cứ ngày ăn 1 ký là được. Rồi lên ký liền nhanh lắm. Tao thấy tao ốm mà gặp tao thấy mày nữa tao đau luôn. Biết là làm không? Về uống nước bử với nước canh nhiều vô là nó mập. Căn dáng à. Uống đầy vô. Đạt nó kìa nó ăn ngọn khó qua dưới gì? Ờ lá giang. Lá giang biết mà. Trưa nào cũng ăn mà. Ăn tiêu mỡ luôn mà. Thì anh có là như thế này. Nếu cái thằng hình em như đó thì như là anh thì 1 tháng em sẽ lên luôn. Làm gì? Làm sao? Cơ bếp nó sẽ lên. Tạ. Một tháng mày có 20 trái bèo không? Trời ơi. Tiền đầu dưới không? 20 trái đơn giản mà 1000 trái mấy. Không 1000 trái. Ăn bèo ăn mỡ. Bèo tiêu mỡ hả? Ừ. Ăn tiêu mỡ mỡ dùng lên nhập lại. Xí nữa cái giai đoạn mà đạn ăn nó sẽ cởi áo ra. Là lúc đó anh em mới thấy cái cơ của nó. Anh em phải bật áo giáp vô nha. Phải bật áo giáp vô chứ. Giờ vô phè nó phéo chứ. Đâu? Trận thi đấu thứ tư bắt đầu. Lần này anh phải quyết tâm anh nhếch mấy anh trai. Đúng rồi, nó nhìn mắt anh đó. Mà thua cái á là em cạo á ra em lên vàng xô rồi bắt đầu em cho cái giá vô bây giờ. Ok bác okay anh đồng ý. Được gồng vô chấp nhận. Gồng vô đặt. Đâu đếm nè. Từ từ tao áo mới gồng nha anh. Đếm nè. 1 2 3. Được đồ. Đâu còn ý đấy. Bạn thấy bạn nhìn của anh vậy. Đây. Nặng à? Sợ không? Sợ. Lấy vô. Đúng sợ muốn rồi. Chết cái đài bà lấy cái lò gạo đút vô là nó không rớt á. Được. Mày muốn mày muốn. Tụi mày. Sợ muốn. Em về tao xò đây. Đây này. Ấy luôn rồi. Được chưa? Dạ. Ủa tôi mà. Rồi chén vô. Rồi mời khách mời khách. À mời em tự xử. Ủa cái này em thả sao vậy? Đạt. Không, đạt cái thời quá. Nãy ba vàng mình thắng hết mình thấy anh em cũng thề mà. Thề chứ. Tè cũng biết. Vô rượu sao. Đây là cây rượu dân gian. Nó đầu thì nó hơn mà. Hơn luôn. Ông Hiển, để tôi nói nè, nó là ở xóm mình được 4 gọi là bật tiền bối về ăn nhậu luôn mà nó nhậu chung mâm luôn biết cỡ nào. Phải luôn ấy. Phải luôn. Đồ ăn như dưa hấu ha. Dữ không? Wow. Bá đạo ra này. Nè. Hả? Đây kinh quá, quá kinh điển. Kinh điển luôn ạ. Wow. Ngon không Đạt? Ngon. Ông dày à, nãy anh Hải nói thấm điều vậy không? Hơi mặn chứ mà nói dày nó thấm nha, ăn nó mới đỡ ngái. Chứ nó lạc quá ăn ngái. Wow, ăn.
hồi bữa tôi kể cho bữa nó đá banh ngoài kia mà máy mày giống kìm nó sợ nó kìm vô nó tí nó xéo xương tí nó xéo xương do bữa đây mình cạo áo ra mình đá xéo xương luôn rồi sợ nó giăng chứ ừ. Tao không anh sợ là cái đây này nó ngoài đủ vô không vô cũng là tao cũng là cái ảnh cạo đây tao ngủ cạo rồi chứ để lèn rồi wow lèn nó im này em có vợ con chưa chưa anh thằng ế đây thằng ế à tướng đẹp trai chứ nhưng mà điều cái là ốm quá thân hình nó tiêu tị ấy chưa ok chưa tự tin nữa đơn. Anh thấy tự tin nữa một hai ba tiêu ai không ê nè chào nó muốn thả nó ăn nào ăn luôn dạo đây còn chích hút chích gì không giờ uống luôn chích uống luôn viên mà uống rồi giờ bậm viên uống luôn rồi không cho biết sao không chích không tính chích mà sợ gái kim mà ven vô nó trúng thịt cầm vậy trúng xương chứ hết tối nay bữa nay thịt mỡ thấm đều vậy không đây yên côn 12 bữa cũng được 12 bữa luôn ấy anh ăn món ruột anh mà không hổ danh là thánh á đạt cũng hay coi nó thánh thịt mỡ ăn chứ phải không rồi mới dám cả gan qua đây chứ tối nay ớn chưa hai gừng ớn thèm thèm ớn thèm sao trời nói mà ớn thèm nó trời ớn là nó giỡn mà thèm là nó thật ngon ta hả? Đang vụ kèo để kiếm đai tới tranh để giao cái hạng bán đai mở lại rồi bán đai mở rộng hả ừ. Sao nay đi đọc được tiếp đọc được không anh ơi dở một tự tin anh cố gắng lên chưa ừ. Nãy giờ thả à anh 24 nha đạt một rồi mấy tiền kèm nãy đếm số hoài ngang đếm số hoài bốn một anh suy nghĩ cho anh suy nghĩ ra cái gì chưa một nóng rồi ạ hai gì vậy? Tiêu na rồi. Bình đủ không? Trời ơi chơi. Sao đóng cái gì bị cái đấy rồi? Hay là anh hai đang thèm thịt mỡ? Đây nó bự quá, tao đi chơi miếng nhỏ nhỏ. Trời anh hai bữa nay mất chạy. Trời. Do nãy anh nói anh thèm á. Bỏ đường mình là thánh ăn thịt mỡ mà sao thấy to là mình to sợ trời. Thở rồi. Không như nhau hết mà miếng nào như nhau mà các đều mà. Trời ơi. Mày nhín nhín nha. Mày nhín nhín. Càng ăn, đừng nói. Ngọng nhím nhím. Toàn có cái đai thịt mỡ đâu không Toàn? Có đai thịt mỡ cái lỗ xả rồi chạy xin rồi nếu thắng là xin rồi thắng là lấy hết đai luôn không ta ừ là lấy hết đai tất cả anh hải ăn từ trước giờ là nó lấy hết luôn á cảm ơn gì nếu mà tao trao cái đai thịt mỡ cho em rồi em chỉ chắc là trong vòng một tháng em lên xếp ký không chừng đấy chắc show nhiều anh show diễn tại vì em còn đi quảng cáo bên hình có thuốc nè phấn đấu với mấy cơ rượu nhân dân nè rồi đi quảng cáo trại heo rồi cơm sườn nè chào ơi nó kêu nhiều lắm chứ tiệm thuốc bắc nó cũng kêu dữ vậy chứ không có khi vậy chứ thuốc giảm cân thuốc giảm cân dành cho gầy gầy đó cũng nhiều ha đây giờ nó vô clip mình cũng có chiêu bài chứ không đơn giản đâu nha sau liên tục mà anh hai ráng anh hai cố gắng anh thiền hết phong độ nha anh hai chứ ông thua xỉu luôn á tình hình chắc bỏ nghề chứ làm gì bỏ nghề chính rồi thôi xù xì tiếp đi cho ông bỏ hồ kêu luôn nó vừa ngầu nó vừa gãy cái vô cử này chưa? Bây giờ động cơ em lên chuột cái cho anh dòm thấy nữa cái gặp mấy cái đặt phải chưa? Chuột đây anh rồi không đây chuột con sát sát rồi kìa ủa cầm thấy sắc rồi hả? Chuột con rồi xe anh hai nó sát chưa? Ủa em cầm thấy sắc rồi hả? Chưa anh đây mới chuột con mà đặt mày hết bụng vô cây mày cầm cái muối mày đặt cái bụng ngứa ủa lấy tôi làm nó chỉ trên giữa luôn nè nó quen được luôn không tập cái bụng tập vậy không phải dễ đâu nghe đơn giản đâu em đi ông hiểu ông tìm những gamer nổi tiếng nhất Việt Nam mà có bịch gặp lại là chỉ luôn rồi chỉ đường bươn ở dưới một cái đường bươn mà thái nước rượu kìa mà vô nó ăn la giang với ngọn khô quá nó vậy á ghê chứ được vậy mai bốc ăn cái đó đây thử rồi anh hai tiếp tục chắc tôi cũng đi ăn ngọn khô quà với la giang quá vô con giờ là ăn thịt đùi còn nó là ăn bèo thịt đùi vô thịt đùi thôi vô đi chung ơi sĩ tiếp đi anh hai cố lên hải à, như lần đây mà nếu mà em thua là nãy em bỏ cái da đó bây giờ là mang một miếng ăn chung với da rồi ok này đâu hai đứa ăn luôn đi mà tính em ra cái gì mà em kêu thua giờ đây em không đúng thì tin nha không đúng tin nha có ý là em thỏ chứ không hồ là nhảy giờ anh em một rồi trời, mà anh coi này em mới có một miếng à đây năm miếng rồi nè dự năm miếng vô lần đây thì anh thắng nữa rồi vô quá gì đủ không đủ không sao kiểu này chứ không tiền cho anh hai chứ làm gì mày đủ không
đang giảm cân mà đây chắc là thùng tiền hút mỡ chứ làm gì. Có đây này, có đây này. Tao chờ cái miếng này để bên hông này cho nó hết cho đầu. Đứa là ồ đây sao nó. Chứ dài dài mà ra kêu để kiếm kiếm miếng thịt mỡ. Kiếm miếng thịt mỡ ăn cho nó. Mùa Covid vô khổ. Mùa Covid vô khổ kiếm miếng thịt mỡ. Bữa nữa Covid vô là không có mỡ ăn hả? Thôi mình đây lấy cái đa cho anh luôn. Anh hai anh dành dài rồi bạc ngầu buồn. Đây mình đang chơi mà anh thua thì anh mới ăn thôi chứ. Có đây này. Nữa em nếu em thua lấy cái đa luôn. Tướng anh Hải ớn thấy cậu áo là anh Hải sợ sao chứ. Chắc vậy anh Hải thấy rung vô thấy trời gì vậy anh xui mà. Hay bây giờ em cấu anh ra thử vậy. Anh Hải thấy dân sâu không? Có động lực thử chứ sao thấy sâu người ta mất hồn vậy. Cấu không? Sâu này nhỏ. Ừ. Nhỏ anh? Cái sâu anh đó. Nhỏ. Thấy nạt sợ không à? Không, mấy ngày mai mình thi cần tí uống rượu đi. Quân. Cái gì vậy? Anh bao nhiêu ký anh uống bao nhiêu ly? Nếu nó nhậu uống nạn nào nó uống quá. Tương ốm uống sức chứa này yếu mình ốm mà làm thế uống bà làm lì còn ổng xéo mấy cái uống cho mấy lì mày nhậu bia đồ nó nhóc nó trẻ chỗ nào vậy mà mày uống có nghe mày nó xì hơi rồi giò cho người mập là nó còn qua lớp mỡ bên nào còn bên này là nó rồi qua bên nó rồi có thấy mình giò luôn thành 30 ký cái thùng mì tôm một đêm gói xuống xe à nó tự vô nó ngầu đục đầu không thấy nó đẩy thùng mì tôm là không biết nơi đâu kiếm nó không ra luôn thấy trong kia sợ lướt nước gì ba bảy ký mà vô thùng mì tôm không thấy trời thùng là ai mà coi clip ra nếu có mang anh vợ là ông chỉ biết nào còn chứng kiến không biết còn nói không ai tin mà đúng thầy tiêu quý lộc luôn uống dữ lắm mà thầy làm kêu quý hơn đó mình xê đầu ngủ dậy dậy uống nước xê nữa nó ngầu ơi như là trụ điện à, anh cho ấy nó xin cái địa chỉ nãy được xin ra tin phô xin giao lưu không mới là hai đứa ngang nhau mà đèn đây cao hơn mình kia chắc có 10 phần cho xin cái nick phai nó hẹn thách đấu nữa chuyên nhà đi thách đấu hả chuyên nhà đi thách đấu mà đi kiếm cái đài nữa trà nó 6-1 không 6-1 khá là căng nha không đơn giản đâu anh Hải cố lên nè anh chờ chấp nữa đúng là toàn không hữu danh đây gọi là tại sao em là tuyển tập những hạng độc lạ mà thấy sao chứ vô tiếp tục được nữa không anh Hải vô ủa phải nhắc nghe phải nhắc nhở nghe tự tin dữ không này chỉ có anh Hải tụi nó làm mèo sao trời mèo là mèo cô anh Hải mấy người là mèo là hay thua đấy tao bình làm bình thường để chứ làm gì người ta biết mà vậy mới sợ khác đấu phương mới sợ chứ đấu phương mới sợ chứ không thề không có thề trời gì kỳ á bỏ quay đi rồi Mày đâu thế mày đốn được hay sao hay là mày hay xui vậy? Thế mày coi đấy kẹp đi, đấy kẹp. Nói chứ từ nãy giờ anh ăn bẻ tấm cục rồi mà. Dạ ơi, con bỏ quất luôn cái da luôn. Có cái bài nào mà trị da không tao tiêu à? Đạt ngon nữa. Mời mà sao nghi nói mà đạt mấy miếng nhỏ. Đạt mấy miếng tấm mày. Mày điếc cái gì hả mày? Đàn ăn. Tôi đi bây giờ mày nói kêu một tuần mày cứ biểu bà đưa 5 triệu đi hút bỏ điên kỳ vậy. Nó giỡn nha, mình hậu được trước rồi mình ế việc thì hỏi chứ bây giờ có công việc không? Ừ. Lên lương rồi, lấy đi. Ừ. Ê, một tháng hút 4 lần hay sao? Xíu. Lần chứ mà kiếm đâu ra cho nhiều người hút 4 lần. Anh có đi bệnh viện thêm nuôi mấy lần, trong đó cũng có một số bà con của anh. Mình chắc im bên tù gì, và méo là méo gì? Làm gì? Im nhóm méo gì? Ê, hỏi làm gì? Đi méo đạo. Để em nhớ lại cho. Giờ nó chơi xét nghiệm biết nó biết mấy vậy ấy là hầu giờ cũng chưa chắc là anh nghĩ im là chắc mấy on đó hầu nào anh cần anh em có số điện thoại cho anh để xin về bệnh xin mấy lít chứ là vậy cứ bày giờ bệnh tí chứ bông lít chứ xin bông lít chứ chèo nhó hoài mèo mèo mà bữa trước nó kêu à bữa trước nó kêo à em hút to anh thấy nhiều lấy giả lít cho lấy mấy giả lít em mèo hiếm mà bữa trước cũng có người cả gan tới xin mấy em luôn hả em mấy công nó lấy cái méo mà nó xin nó truyền cho người khác nó vô chuyện người khác cái số ngày người ta uống rượu cho chết luôn mày chết luôn rồi chú Hải đi hiến méo kêu rồi chạy vô lấy đại vài lít méo lấy đại vài lít ôi xe rượu đó sẽ thấy được nữa hay là ăn mình luôn sao này anh trao sầm sầy vẫn đi thu hoài hai người quốc luôn đi thôi kìa
anh em thích em anh không ăn được em ăn cũng được. Tôi ghét anh lấy một quen luôn. Tại em là ai không? Chấp nhận với anh, chấp nhận thôi chứ. Rồi, vô đặt. Ok. Rồi, thôi. Chấp nhận là thôi. Thôi bây giờ ăn đều. Cái mặn thôi. Thôi không ăn, cái mặn thôi không ăn đi. Không, bây giờ ăn thiệt bây giờ em cho anh Hải ăn thiệt đi. Bây giờ anh Hải anh không... Bây giờ kia hai miếng này, miếng này quốc kêu nhanh đi. Ờ, ai thôi trước, thế đi. Chứ giờ thì cũng thua vậy. Đâu, mà một ai phải đặt chấp cái giò luôn nha. Rồi, một rồi em ăn được nhiêu ăn nha. Không có ai cạn nhiều, em ăn được bao nhiêu ăn. Em được... Ui, cái tay. Em cố vậy lên chấp. Em được trao đại. Đấy, đã. Ấy cho ông miếng rượu với tè chân luôn rung khao để chạy xuống mua cho mày nữa lấy chân lại. Wow, hợp lý không? Nó uống rượu nữa, nó ăn mỡ ai chùm nấu. Ấy kêu bà kỳ lên chứ. Vậy sao bữa qua uống ngồi trong bàn mà. Ờ. Có à, nhưng mà cũng... Bữa qua nhậu nhậu vương mà. Đâu có là. Nhật. À, nhật. Thấy coi nhật rồi, nhật vương với bà kỳ. À. Mà đạt được đạt vô nó đi ngang qua đi ngang qua rồi đạt chê đạt chê nó kẹp kẹp đẹp yếu rồi đấy trưa đấy là em uống rượu nhiều hay là uống bia nhiều bia rượu bia rượu uống trà đấy bia rượu uống trà ta anh em đỏ sức này một bữa bây giờ bia chịu não anh em ngon lại uống lại đâu rồi chịu não uống như còn chỗ còn ngáp lên ngáp xuống uống ngàn rồi á uống ngàn nhưng mà với điều kiện là nửa tiếng hết bể đâu em uống nhanh nhưng cũng được. Uống nào rồi? Ủa anh nửa tiếng hết bao lâu vậy? Anh hai? Ăn chạy. Rồi một tiếng anh uống hết 14 lon phải không? Không, cái nửa tiếng tôi uống bể lon tôi không biết 14 lon. Nửa tiếng xe uống bể lon nữa? Không, nửa tiếng xe tôi uống bể lon nữa. Uống mấy lon nữa? Dùng cho... Bây giờ cho thời gian 6 phút anh dám uống hết 10 lon không? Anh ngán thịt mỡ không? Ủa? Chết. Ơ, bạn tôi cũng điên đầu luôn rồi. Bởi vì mỡ vậy mà sao không mập trời? Không, nó ăn cũng không được nhiều đâu. Nhưng mà quan trọng nó xù xỉ là nó có chiêu, nó mới qua nó thách đấu nè. Rồi. Chứ... Mà này thấy nó có tiệt kỹ xù xỉ không? Chứ cũng đặt là nói chung là ăn thịt mỡ bằng đâu. Dài. Nó cũng xì mỡ bằng dài, nó dài. Mỡ bằng ngày. Hay dữ không? Tại ăn đi... Mỡ mà mỡ như nãy ăn mấy miếng nhưng... Thôi giờ anh nhường cái bán hiệu là mỡ là gì mà anh ăn hành. Giờ anh chuyển qua thánh ăn hành hả? Ừ, thánh ăn hành. Sao này cái đấu thủ anh thấy nào? Bữa nào mua hành ló đi cứ người cứ 2-3 kg về chế mì tôm ăn chạy không lá kiệu quá không lá kiệu dài á lá hành á ra đây bây giờ là này mày vài ký anh hai tao tranh thủ có chạy được nữa không mà ấy rồi lơ trở còn không mày trao danh hiệu lại cho anh đạt chứ thôi thấy nó chạy đúng không trao danh hiệu hiệu thì mở lại cho thêm coi như thương hiệu để lại em ơi để lấy cái câu đá làm mày cái chuyện đeo cho anh đạt anh hải anh hải bữa hôm ăn thịt mỡ được 2 kg mà nay mình ăn nhiều quá cái sao nè nói chung là anh Hải anh kêu anh nhường lại chứ mà em nói chung là không em dám lấy rồi chơi vui chơi vui chứ cũng không giao lưu với anh chứ còn không có tới thấy cảnh đó đây là em bây giờ tao bây giờ còn nhiều miếng có cái anh em mình chia hai có khi mang hơn anh không thấy đàn nó ra thật tình đó là nó tới đây nó thách đấu là chẳng qua là nó có giác quan thứ 6 nó ăn anh thôi chứ thật mở là chẳng qua đang 5 bắt cục chứ làm sao đang 2 kg nhanh được nó hiểu không để làm nói vậy cho anh hiểu không nè anh như là em thấy là một khi em giác đây em thấy nó dòm được nó dòm xe hốt anh nè dòm xe đây nè mày bá đạo chưa nó nhìn xiên vô mắt anh không, ông giờ đi câu mà vạn tiễn xiên tâm chưa mình, nói chứ dòm mắt ai chứ dòm mắt ai khó quá bây giờ để anh làm cú đúp luôn nha nó bây giờ để chơi vui chơi với nghiêm chứ thật ra sù xì vậy chứ còn nếu anh chắc nó chiều não anh là còn sù xì chắc nó thua lắm nhưng mà nè hồi nãy giờ 1 kg thịt mỡ mình Hải ăn cũng nhiều chứ mấy miếng rồi 2 miếng rồi miếng là miếng chính rồi em ăn thịt mỡ cũng không bao nhiêu thì chơi sù xì với anh thì em chơi vậy chứ tình nó tới nói chung là gặp mấy anh gặp anh rồi vậy chơi vui nhưng mà em ăn thì mới cũng tốt á nếu em ăn được em ăn cũng đang làm được miếng nào được chứ được chưa nói vậy được chứ. Rồi làm miếng rồi chả con giả luôn giao lưu với anh hai mà dẫn chừng này anh hai làm cái chục mấy miếng cũng ớn rồi dành cho chục miếng nào mà nhưng mà thấy món này ngon không ngon nói chung cũng hơi đậm vị hơi đậm vị phải không đậm vị rồi anh hai làm được nữa không làm tiếp luôn hả? Có khi mày ăn mấy miếng mỡ nó về mà tan được mấy ký là nếu mày tan ký tao ráng mày mỡ tự nhiên mọc liền đặt cũng tốt cho mày sao tan lúc còn thấy rung rung á gió đúng rồi cái tan nó dịu quá rồi này chưa vô đầu gió quá ngày qua vô mà xỏ đồ xuống quá không nói chung là của em nó không phải chơi đồ nó bây giờ nha nó chỉ quan điểm nó mê nhậu thôi chứ nó không mê gì đâu nha các bạn con gái là nó không mê nó chỉ mê rượu thôi anh có mà làm cái nữa chứ hay là anh đi mình chạy hết đây luôn thôi được anh hai đây
thì mở ra mình giao lưu thôi, ăn nhiều cũng không tốt đâu. Giao lưu chủ yếu là gặp anh giao lưu chơi chứ. Nhưng mà thật sự sức mía nhưng mà thật sự mà nói nha, thật sự mà nói thì nếu xù xỉ nữa thì anh Hải chắc thua rồi. Hay lần này anh cho hên xui vậy? Được. Em đùa không? Hên xui gì mà em cũng được người ta có một lần nè. Mấy lần? Một lần mấy mà. Bắt nào vậy? Đi số hình như 81 hay là 71 vậy á? 81. Em cũng một hai lần với hay đâu mà hay dữ vậy. Thôi anh em ơi, mà xin tạm dừng clip đây nè. Đúng lần này trời chiều, nếu không trời chiều không bao giờ tháng anh Hải được. Trời chiều sao? Tháng về tháng cái xù xì chứ còn em mở chứ không lại đâu. Em cũng lại tôi rồi chứ. Bóp như vậy anh hai nó giòn xương giòn không? Toàn nghiên cứu thùng bia có chưa thùng, thùng bia giông buồn nó chết luôn á. Không có rượu chứ quay không có rượu chứ quay không có rượu đem đâu có rượu vô đi đi ầm ầm ngộ lắm vậy anh nói thiệt em không có rượu em có chết quay không chết ấy chứ không quay chết lâm sàng trả nè mấy anh cảm ơn em rất nhiều. Ok cảm ơn em là bữa nay tới chơi với anh, nói chung là cảm ơn em rất nhiều nha. Nhưng mà cái bụng này gớm xong không chẳng cái muối nó chỉ mưa này đáng tội rồi, tập khó tập lắm đó, khó tập đấy. Chào em, cảm ơn em rất nhiều. Toàn nghiên cứu màu mỡ rồi, okay. Lên nhà sàn giao lưu với Đạt.